Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái chủ đề gọi là đăng ký SIM Mobifone chính chủ. Thì trước tiên để cập nhật thông tin thuê bao cho chuẩn xác thì chúng ta cầm máy điện thoại lên và nhắn tin, soạn tin nhắn thông tin thuê bao viết tắt là TTTB gửi đến đầu số 1414. Sau khi mình gửi tin nhắn thì hệ thống sẽ phản hồi lại thông tin số điện thoại mình đang xài là nội dung mang tên gì, số chứng minh bao nhiêu chẳng hạn thế. Nếu mà sai thì yêu cầu chúng ta phải cập nhật ngay để tránh bị khóa một chiều trước ngày bao nhiêu đấy. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái website để cập nhật thông tin đăng ký chính chủ. Trước tiên chúng ta vào trang web ttb.mobifone.vn. Chúng ta nhập số thuê bao chẳng hạn là 090559 đấy. Rồi chúng ta bấm tiếp tục. Không chín không chín đấy, chẳng hạn trên số này. Sau khi có một tin nhắn gửi về trên số điện thoại, chúng ta sẽ nhập vô mã OTP và tiếp tục. Thì trên giấy tờ căn cước thì chúng ta cứ lấy điện thoại chụp sẵn căn cước mặt trước mặt sau cho nét và ảnh chân dung nửa người, chúng ta sẽ tải lên thôi. Đây các bước đây. Sau khi xác nhận mã OTP, bước 1 truy cập website, bước 2 nhập số thuê bao, bước 3 nhập OTP vào trên máy, bước 4 là tải ảnh giấy tờ lên. Sau khi tải ảnh lên sẽ đến bước cuối cùng, bước 5 chúng ta sẽ kiểm tra lại thông tin đã đúng như chưa. Sau đó chúng ta sẽ có một phần gọi là chữ ký. Rồi xong bắt đầu bấm xác thực thông tin. Rất là đơn giản. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.